Rồi sau một thời gian xa cách này mình gặp nhau xíu nha bạn, mình tâm sự xíu được không? Được. Được không? Bữa giờ làm ăn được không? Không ra gì. Không ra gì hết hả? Một lần cuối. À hôm nay là nay trời lớn đúng không? Bữa giờ làm ăn cũng được. Nói chung là sau một thời gian là ông phải tu luyện nghiên cứu cũng kỹ rồi, chín mùi rồi đúng không? Chín mùi chưa? Ok, hôm nay là thời gian mình quyết định rồi đúng không? Nay là đài, nay là thứ mấy ta mình vào việc rồi nha. Nay là thứ bảy đây Đà Nẵng. Bây giờ hôm nay trong một số bên đây năm cũ mình bỏ qua hết nha ông bạn. Năm cũ là trắng tay bỏ qua hết, bây giờ năm mới nè. Bây giờ mình ra video MV đây cấp nha. Chiều nay đài Đà Nẵng. Ngày nay ông bạn có cái điểm gì không? Dạ, đài Đà Nẵng. Đà Nẵng. Bất cứ đài nào. Lấy một chỗ là xuống gì? Bay đây. Bay bay. Là quyết định lần. Đại sổ số kiến thiết tỉnh miền Trung, chiều nay ông bà cho con được cái lộc cái tài, cho con nằm ngay cái xỉu chủ. Mấy ngày nay con cũng khổ, không có tiền để nằm thâu thức suốt canh thâu, nước mắt chảy ròng ròng, nợ nần chồng chất, tiền gia bạc hỏi nhờ bệnh gia ông tà cứu nạn cũng khổ, ông thần rắn thần linh chứng minh nhậm lễ cho con được cái lộc cái tài ngay đại sổ số kiến thiết tỉnh miền Trung. Bảy.